Cái này cổ vũ cho chương trình Vương Nhạc, xin quý vị một tràng pháo tay để cổ vũ cho các cháu. Và tiếp theo chương trình văn nghệ là tiết mục Mặt Trời Bé Con do Đỗ Đại Dương thể hiện. Xin kính mời. Tổ chức xin kính chúc các quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn tình cảm của quý vị đã dành cho ban tổ chức chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc các quý vị một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin chân thành cảm ơn.